từ đây. Hãy đến mà xem, thầy Giêsu luôn ngọt ngào. Hãy đến mà nghe lời yêu thương, lời chân lý. Hãy đến ngày chào những tương lai đang đợi chờ. Hãy ở lại bên thầy, tâm hồn ta tình yêu sẽ đông đầy. Chúng tôi đã thông cảm cho giáo hội chúng tôi. Vâng, và giờ này chúng con đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của quý khách xa gần như ban trống, ban kèn, các nơi đã đến. Giáo xứ đền Thánh Bắc Trạch đã hiện diện tại thánh đường rồi. Xin mời tất cả mọi người chúng ta khẩn trương cho để đảm bảo thời gian nó khớp thì tất cả chúng ta trở về nơi thánh đường, sau đó thành lập đoàn rước thánh quan thầy nơi xung quanh thánh đường. Xin mời các ban ngành, các đoàn hội đã được phân công dưới sự chủ trì của cha quản nhiệm, xin mời các cụ trong ban cờ đầu thánh giá nến cao. Càng gần những thành quả lấy chiếc số điểm hôm nay trở về với các họ trong niềm vui hân hoan. Đặc biệt với sự quan tâm của đức cha giáo hoàng trở về với giáo hoàng chúng ta trong ngày 23 tháng 8 với nghi thức các con khánh thành ngôi nhà chung cũng như thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa đã tiến hành đạt ngôi nhà thờ được đầu tư bằng một phần vốn Thiên Chúa ban cho giáo hội chúng ta. Hết như thế nào trải qua hơn một năm dưới sự chủ trì quản nhiệm mà đến giờ này chuyên đơn lưu của quý cô các bà, đặc biệt các đơn nghiệp, những người con của giáo họ từ nơi xa trở về với tinh thần rồi với tinh thần và những lời cầu nguyện với những tấm lòng, với những tinh thần vật chất đã nói lên tất cả sự hiếu thảo của người con đối với thánh quan thầy trong ngày này. Đã và đang hướng về ngày lễ chính thánh quan thầy của Hòa giáo.
đặc biệt là những anh em nơi xa đã và đến để tham dự thánh lễ và có những tấm lòng vàng gửi về, chúng tôi xin được tri ân và cảm tạ các ông. Trong ngoài chúng con